Đức Bồ Tát Cao Thượng đản sinh kiếp chót. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya Devi biết gần đến ngày đản sinh Đức Bồ Tát. Bà đến chầu Đức Vua Sutodhana và tâu rằng Muôn tâu bệ hạ, thần tiếp xin phép trở về cố quốc Vệ Hà để hạ sinh Thái Tử. Đức Vua chuẩn tấu lời xin của bà và truyền lệnh cho các quan sửa sang đường xá bằng phẳng, trang quang đẹp đẽ, từ xứ Kapilavatu cho đến xứ Vedha để tiễn đưa chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi trở về cố quốc. Đức vua còn truyền lệnh làm một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho bà ngự đi. Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng bà chánh cung hoàng hậu maha majadevi được thỉnh ngự lên chiếc kiệu các quan khiên chiếc kiệu đi từ kinh thành kapilavatu đến kinh thành vedeha trên đường khi đoàn người vừa đến khu giường lumpini hôm ấy thật tuyệt vời cả muôn hoa đều đua nở và muôn chim cùng ca hát như hân hoan đón mừng một sự kiện trọng đại bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi muốn dừng kiệu lại, ghé vào giường lumbini để du lãm. Các quan tâu xin đức vua và đức vua Sutrotana chấp thuận. Chư thiên, chư phạm thiên hội tụ. Khi bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi ngự vào giường lumbini hôm ấy chư thiên chư Phạm Thiên hội tụ tại khu giường và cả dạng thế giới chúng sinh vui mừng treo họ rằng Hôm nay, tại khu vườn Lumpini này, Đức Bồ Tát sẽ đản sinh ra đời khỏi lòng bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi. Chư thiền chư phạm thiên tay cầm những món quà từ cõi trời như vật thơm trời, những đố hoa trời, nhạc trời trỗi lên để cúng dường trước Bồ Tát cùng với những chiếc lọng trắng che phủ khắp không gian. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya Devi ngự đến một cây sala la có thân to, cành cây đầy qua đang nở độ. Khi bà đứng đưa cánh tay phải lên thì cành cây tự nhiên xà xuống. Bà đưa tay nắm lấy cành cây với tư thế dáng đứng rất đẹp. Đức Bồ Tát Cao Thượng sẽ đản sinh ra đời trong tư thế dáng đứng này. Cho nên các quan, các cung nữ che màn xung quanh nơi bà đang đứng. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya đứng trong tư thế dáng đứng vững vàng. Khi ấy, Đức Bồ Tát Cao Thượng đản sinh ra đời khỏi lòng bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya bằng đôi chân ra trước rồi xuôi hai tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sao. Một cách suôn sẻ, an lành, cả Đức Bồ Tát lẫn mẫu thân của Ngài. Lúc đó, vào ban ngày của ngày thứ sáu, nhằm ngày rằm tháng tư âm lịch. Khi ấy, hai dòng nước ấm và lạnh từ trên hư không chảy xuống, làm cho sạch sẽ thân hình của Đức Bồ Tát và mẫu thân của Ngài khi Đức Bồ Tát Cao Thượng vừa ra khỏi lòng bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi. Trước tiên, bốn vị đại phạm thiên có thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Mỗi vị cầm mỗi chéo tấm lưới bằng vàng đón nhận Đức Bồ Tát xong, rồi đặt trước mặt bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi và tâu rằng, Buôn tàu chánh cung hoàng hậu xin bà phát sinh tâm quan hỷ. Đây là thế tự của bà, cũng là Đức Bồ Tát kiếp chót cao thượng. Ngài là Bậc Đại Phước, có nhiều oai lực nhất trong tất cả chúng sinh trong tam giới. Sau đó Đức Bồ Tát, từ trên tay bốn vị Đại Phạm Thiên, được trao sang cho bốn vị tứ đại thiên dương đón tiếp bằng tấm da mềm mại một lần nữa Đức Bồ Tát từ tay bốn vị tứ đại thiên dương được trao sang cho các quan đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. Khi ấy Đức Bồ Tát từ trên tay các quan bước xuống đạp trên mặt đất bằng đôi bàn chân bằng phẳng của ngài. Đức Bồ Tát đứng quay mặt nhìn về hướng đông, chư thiên và nhân loại dâng qua cúng dường Đức Bồ Tát rồi tán dương ca tụng rằng kính bạch đức đại nhân tất cả chúng sinh trong hướng này ngài là bậc cao thượng nhất không có một ai cao thượng hơn ngài tiếp đến đức bồ tát quay mặt nhìn về hướng nam hướng tây hướng bắc và hướng đông nam hướng tây nam hướng tây bắc hướng đông bắc trong tám hướng mỗi hướng chư thiên và nhân loại đều dâng qua cúng dường đức bồ tát rồi tán dương ca tụng rằng kính bạch đức đại nhân tất cả chúng sinh trong hướng này ngài là bậc cao thượng nhất không có một ai cao thượng hơn ngài đức bồ tát cúi mặt nhìn xuống hướng dưới rồi ngẩng mặt nhìn lên hướng trên chư thiên chư phạm thiên đều dân qua tán dương và ca tụng rằng Kính bạch Đức Đại Nhân, chư thiên chư phạm thiên hướng trên này Ngài là bậc cao thượng nhất, không có chư thiên chư phạm thiên nào cao thượng hơn Ngài Đức Bồ Tát đứng nhìn về hướng Bắc, rồi bước đi bảy bước Bước đầu tiên Ngài bước bằng chân phải Khi Đức Bồ Tát bước đi Vua trời Phạm Thiên cầm chiếc lọng màu trắng che cho ngài. Đức vua su cha cầm quạt lông, còn ba thứ khác là đuôi hia, gương báu, dương miệng. Mỗi vị vua trời cầm mọi thứ đi theo sau Đức Bồ Tát. Đó là năm bảo vật của lễ phong dương. Đức Bồ Tát dừng lại ở bước chân thứ bảy. Khi ấy tất cả chư thiên chư phạm thiên đều bảo với nhau rằng Bây giờ Đức Bồ Tát Cao Thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng. Đức Bồ Tát truyền dạy lời tối quan trọng đầu tiên. Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe. Đức Bồ Tát dõng dạc truyền dạy rằng Aikoham Asmi Lokasa Chetoham Asmi Lokasa Setoham Asmi Lokasa ta là bậc cao cả nhất trong toàn cõi thế giới chúng sinh ta là bậc vĩ đại nhất trong, bậc nhất trong toàn cõi thế giới chúng sinh ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi thế giới chúng sinh kiếp này là kiếp chót của ta ta không còn tái sinh kiếp nào khác nữa chư thiền chư phạm thiên và nhân loại vô cùng quan hỷ đồng thanh tán dương ca tụng đức bồ tát bảy người và vật đồng sinh với đức bồ tát đức bồ tát đản sinh ra đời đồng thời có bảy người và vật cùng sinh với đức bồ tát một công chúa padakatana gọi là yasodhara là công chúa của đức chúa subhaputta và chánh cung hoàng hậu Amitadevi, xứ Vedha. Hai, hoàng tử Ananda, hoàng tử của ông hoàng Amitotana dòng Sakya là hoàng đệ của đức vua Suddhodana. Ba, Channa, quan giữ ngựa. Bốn, Kaludaji, vị quan cận thần. Năm, ngựa báu Kandaka. Sáu, cây Mahaputi, cây Asatha, mọc trong rừng Uruvela, sau này trở thành cây Mahabuti của Đức Phật Gautama. 7. Bốn hầm vàng kho báu trong kinh thành Kapilavatthu. Chánh cung hoàng hậu Mahamaya cùng thái tử ngự trở về lại kinh thành Kapilavatthu. Đầu thai sinh làm người có bốn hạng người. Sự tái sinh đầu thai sinh làm người có bốn hạng người và có sự thấu biết qua ba thời kỳ khác nhau như sau. Một, hạng người thường và chư Bồ Tát thanh văn hạng thường. Khi tái sinh đầu thai sinh làm người, hoàn toàn không biết cả ba thời kỳ. Không biết thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ. Không biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Hai, chư Bồ Tát đại thanh văn khi tái sinh đầu thai sinh làm người kiếp chót, chỉ biết một thời kỳ và không biết hai thời kỳ. Trí tuệ biết thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ, không biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ, không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Ba, chư Bồ Tát tối thượng thanh dân và chư Bồ Tát độc giác khi tái sinh đầu thai làm người kiếp chót biết được hai thời kỳ và không biết một thời kỳ trí tuệ biết thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ trí tuệ biết thời kỳ đang ở trong lòng mẹ không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ 4. chư Bồ Tát chánh đẳng giác khi tái sinh đầu thai làm người kiếp chót, biết rõ cả ba thời kỳ. Trí tuệ biết rõ thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẹ. Trí tuệ biết rõ thời kỳ đang ở trong lòng mẹ. Trí tuệ biết rõ thời kỳ đảng sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Như trường hợp Thái tử Siddhartha là Đức Bồ Tát Chánh Đặng Giác, tái sinh đầu thai sinh làm người kiếp chót, sẽ trở thành Đức Phật Gautama. Ngài có trí tuệ biết rõ cả ba thời kỳ. Ngài có trí tuệ biết rõ thời kỳ tái sinh đầu thai vào lòng mẫu thân, bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi. Ngài có trí tuệ biết rõ thời kỳ đang ở trong lòng mẫu thân, như ở trong căn phòng sạch sẽ sang trọng. Đức Bồ Tát ngồi kiết già như một vị Pháp Sư ngồi trên Pháp Tòa, và mẫu thân của Ngài cũng biết được Ngài nữa ngài có trí tuệ biết rõ thời kỳ đản sinh mẫu thân đứng trong tư thế dững dàng đức bồ tát sinh ra bằng đôi chân ra trước xuôi hai tay toàn thân mình ra sau một cách suôn sẻ an toàn như vị pháp sư bước xuống pháp tọa đó là trường hợp đặc biệt của đức bồ tát chánh đặng giác kiếp chót sẽ trở thành đức phật chánh đặng giác còn các hạng người khác như hạng người thường, chư Bồ Tát Thanh Văn, chư Bồ Tát Đại Thanh Văn, chư Bồ Tát Tối Thượng Thanh Văn, chư Bồ Tát Độc Giác, không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Bởi vì, khi sắp sinh ra, thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới, để cái đầu ra trước, thân mình ra sau, cửa ra chật hẹp, còn chịu đau đớn sợ hãi tâm không còn bình tĩnh. Do đó, những hạng người ấy không biết thời kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Trích từ cuốn Tam Bảo trong bộ nền tảng Phật giáo do Tỳ Khưu Hồ Pháp biên soạn.